Hello, chào anh em ha. Hôm nay em có về hai thùng hàng. Hai thùng hàng ha. Thùng này hai thùng thì giá trị nó cũng ngang ngang với nhau. Giá trị ngang cơ với nhau. Anh em coi nhớ đăng ký kênh giùm em ha. Nghe đồn dạo này mấy bữa nay là mấy cái em 273 này nó làm mưa làm gió ghê gớm lắm, thì em cũng tranh thủ em lấy về vài con bán cho anh em. Này pin 5A nha anh em nha, này pin 5A. Nói chung là bên này bên 5A. Bên 5A ha. Em bỏ riêng qua đây này ha. Xé ra một cái cho anh em coi. Cục bên này á. Cục bên này à. Đây là 18V 5A ha. Đó. Pin 5A. Rồi. Đây. Cái em này là mưa làm gió nè. 273 ha. Nghe đồn là giờ nó dữ lắm. Bây giờ. Đúng rồi, tranh thủ lấy về phục vụ anh em. 273 273 đây, 273 273 rồi, 273 ha. Pin này pin 5A nha, pin 5A thì anh em đúng của nó nó là một máy tặng một viên pin ha. Một máy tặng một viên pin. Đây. Còn đây là Makita DHR 242 ha. Lọc con ra coi coi. Máy này máy mới luôn nha. Nhưng mà máy này là máy tách bộ của nó. Đúng của nó là nó trong một cái bộ của cái có con máy mài trong cái thùng nhôm á. Thì mình không mua cái đó, mình chỉ mua 242 thôi. Mình chỉ mua 242 thôi. 242. Toàn bộ 242 hết nha anh em nha. Cho nó gọn để mình chất mấy cái em 242 ra luôn. Hàng này không có hộp giấy anh em nha.
Hàng này hai bốn hai thì sao ta, rồi em bán vậy luôn, em bán kiểu này chơi luôn nè, bán kiểu này một con 242 giá 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 là 5 triệu 9 đi, máy mới 100% ha, bảo hành hãng 6 tháng 5 triệu 9 một con, 5 triệu 9 một con, nhưng mà anh em sao ta, 5 triệu 9 một con, bộ này một con này tặng cho anh em một bộ pin sạc adapter, một bộ pin sạc adapter ha, vỏ pin zin luôn nha, một vỏ pin zin luôn, 5 triệu 9, vỏ pin zin có báo đèn luôn, 5 triệu 9 anh em nha. Sale Samsung luôn đó, chơi vậy chơi tới với anh em luôn rồi đó, một bộ 242 máy mới 100%, bảo hành hãng 6 tháng cộng pin sạc tặng khuyến mãi nha. Còn đề quan thì đề quan này thì bây giờ em cũng bán 5 triệu 9 luôn, 5 triệu 9 luôn, 5 triệu 9, nhưng mà em tặng một cục pin 4A zin ha, anh em dòm kỹ ha, 5 triệu 9 tặng cục pin 4A zin đó, em coi cho mẹ hoa, 5 triệu 9 tặng cục pin 4A zin, nhớ nha, nhớ là 4A zin nha anh em nha đó. Thì sao ta, 5 triệu 9 tặng cục viên viên pin 4A zin rồi, ok. Anh em nào muốn lấy pin 5A thì bù em thêm 260.000 ha, đó rồi. Em cũng về có nhiêu đây thôi, vài con này thôi. Anh em coi được con nào ok, hợp lý con nào, giá cả hợp lý con nào thì anh em lấy. Còn mà giống như trước đó, hồi sáng hồi hôm qua em kia gì đó, em có đăng một cái video clip lên, cũng là con 273 này, nhưng mà nó thùng nhựa thì em bán nó nguyên một bộ, giá nó khác giá trên clip luôn anh em à. Thì anh em thấy cảm giác nếu mà ok thì anh em alo em, alo đi rồi có được quyền ép giá thoải mái ha. Rồi trong lúc anh em coi á, thì anh em thấy có cái nút đăng ký ở bên tay phải của anh em ha, dưới màn hình bên tay phải, anh em nhấn vô đăng ký giùm em, ủng hộ em ha, cho em sẽ có nhiều cái video clip đưa lên cho anh em coi. Cảm ơn anh em, bye bye. Hẹn anh em gặp lại video clip sau. Bye bye. Cảm ơn anh em đã xem video clip. Bye bye.